Alo, xin chào mọi người nha. Rất cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Hôm nay mình trở lại kênh để quay cái video máy thổi gòn vừa chế tạo xong. Cái ống này là cái ống 60 và trong kia là 90. Mình có thể mình tháo ra mình thổi 90 thẳng cũng được, hoặc là thổi 60 thẳng cũng được. Động cơ là động cơ của Nhật Bản sản xuất, rất là tiết kiệm điện, chạy rất là cái hiệu năng rất cao. Phía trong này là mình sử dụng con biến cần, gọi là inverter, công nghệ inverter, chạy rất là tiết kiệm điện, quạt đang hoạt động luôn mà nó chỉ có là một ampe đó, một ampe. Cái đồng hồ đang đo chỉ có một ampe trên một pha thôi. Động cơ này là sử dụng động cơ 3 pha 358, điện vào 38 luôn, chạy rất là nhẹ điện, tiết kiệm điện vô cùng cho mọi người. Đồng thời nó có ưu điểm là khi mình mở cái quạt thổi này lên nè, cái tăng tốc này mình có thể tăng tốc tùy ý, mình có thể mình dặn mình tăng tốc tùy ý theo cái sản phẩm của mình. Còn về cái phần chân máy thì mình làm bằng thép V đúc, V5 đúc rất là chắc. Cái bản mã này mình làm mình tròn để mà chống trầy xước nền đối với những hộ kinh doanh mà có lót gạch bông này. Máy làm rất là kiên cố nha mọi người nha. Cánh là cánh đúc luôn, cái lực thổi rất mạnh, lực thổi gió rất là mạnh. Thì cái đường hút vào là 114 và đường thổi ra là 90 hoặc là 60 thì tùy ý theo cái sản phẩm của mọi người. Ở đây mình làm sẵn cái đầu răng để mình có thể mua cái ống nhựa bình minh mình thổi vô đó. Ở đây là cái cửa này nè, cửa hút gòn và ngắt gòn. Trong này nó có cái lá quạt nó ngắt gòn, nó hút gòn. Rồi anh em dỡ chân lên đạp xuống đó. Cái lá gòn hút ngắt gòn, nó hút gòn, nó hoạt động như vậy để nó ngăn gòn lại, nó không cho gòn hút vô thêm. Khi mà quạt nó vẫn là đang chạy bình thường, mình lấy cái gối ra mình không mình thổi cái tiếp theo thì gòn nó không bay ra khỏi ra ngoài xưởng. Hệ thống của anh hơi rồi, mình xài STNC hết, tức là loại rất là tốt. Hệ thống của anh là mình xài STNC hết, rất là tốt nha mọi người nha. Nói chung là ở đây mình xài là mình làm, mình chế tạo là bao chất lượng. Nếu mà mọi người so sánh giá thì mua đồ rẻ thì tiền nào của nấy. Nói chung là ở đây là motor Nhật, mọi người dùng mọi người bỏ tiền số tiền ra, mọi người đầu tư một lần nhưng mà đem lại cái chất lượng rất là tốt và rất là tiết kiệm điện vô cùng luôn. Quạt thổi rất mạnh, có thể phù hợp với tất cả các dòng sản phẩm như là gối sofa hay là gối ngủ, gối ôm đó. Có thể thổi rất là nhiều cái sản phẩm cùng. Ở đây là mình có cái núm tăng tốc độ nè, nhờ vào cái biến tầng này nè mình có thể tăng tốc, giảm tốc được, mình có thể chỉnh được cái tốc độ của động cơ đó, tốc độ động cơ nó vượt lên á, hoặc là mình giảm tốc độ bớt nếu mà mạnh quá. Mạnh quá mình có thể giảm bớt. Nó mạnh quá mình có thể mình giảm bớt cái tốc độ của nó. Rồi cái lượng ampe tiêu thụ này nó tùy vào tốc độ càng cao thì nó tiêu thụ càng nhiều, tốc độ càng ít thì tiêu thụ càng ít. Nhưng mà đối với 0.3 ampe thì nó chỉ bằng cái quạt thông thường thôi nha. Thì cái biến tần nó tiết kiệm điện rất là hiệu quả. Rất là tiết kiệm điện. Ở đây có một cái quạt hút. Cái quạt hút này nó giúp cho cái việc thông thoáng gió trong tủ nè. Nó làm cho cái biến tần nó không của mình nó không bị nóng. Đó, đây cái tủ lại như thế này đây. Phần tăng tốc này, đèn nguồn đang sáng nè. Đây là cái ống 60 mình thổi vô gối nè.
thổi rất là mạnh đó. Khung này khung thép mình làm dày 3 ly hết, đảm bảo độ cứng chắc cho mọi người đó. Phần cánh được cân bằng động, máy rất êm, mặc dù cái tua máy nó quay rất là nhanh nhưng mà nó không có bị rung động. Cái tua máy quay rất là nhanh nhưng mà nó không bị rung. Nó không có bị rung máy. Nói chung là ở đây mình cơ khí chế tạo máy cho nên là mình làm đảm bảo rất là chắc chắn và chất lượng cho mọi người. Nó không có tiếc cái đồng tiền đã bỏ ra. Rồi. Mình cũng cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Có ai liên lạc mình thì liên lạc qua số điện thoại 0907 749 286. Nhà chế tạo máy, địa chỉ là ngã tư Bà Hôm nha mọi người, đường quốc lộ 1A, ngã tư Bà Hôm, đường quốc lộ 1A. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh mình nha. Rồi, chào mọi người.